Wow, con gà nó kiểu đâu nữa bạn Kiệt ơi? Wow, một con gà luôn nha các bạn. Ui, một con gà đâu? Wow, một cái thùng gì bự chưa bạn Kiệt? Trời ơi, lấy xuống. Quả, wow, thấy không? Thấy không? Trời ơi, cái thùng cao các bạn ơi, không biết cái thùng gì mà bên trong nó cột dây cứng quá trời luôn nè. Rồi bây giờ mình bắt ghế lên, lấy cây tọt xuống đi bạn Kiệt ơi. Có cây không? Có cây không? Đây các bạn ơi, đây là thùng đồ chơi nha. Thùng đồ chơi cao lắm á. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ lấy cây tọt xuống nha. Wow, rồi lôi xuống. Wow, đây à. Trời ơi, một cái thùng nhiều bự dữ rồi ta. Rồi đem về gỡ ra nha. Ây dưa, xin chào bạn Kiệt nha. Bạn Kiệt ở đâu ạ? Trời ơi, các bạn ơi, nay bạn Kiệt đi săn gà. Với xe tải với cái xe gì mà lạ dữ rồi ta. Gà đâu bạn Kiệt? Đâu? Wow, trời ơi, con gà gì lạ dữ vậy? Đẻ trứng luôn. Con gà đẻ trứng luôn hả? Đâu có thấy đâu. Đâu, cho các bạn xem gà đẻ trứng coi. Wow, đây các bạn ơi, một con gà đẻ trứng lạ quá. Trời ơi, hay dữ hả? Còn nữa không? Còn nữa không? Trời, thích quá à. Còn nữa không bạn Kiệt? Dạ các bạn, bạn Kiệt ở đây còn quá trời luôn nè bạn Kiệt ơi. Trời ơi. Các bạn ơi, giờ mình lụm về mình bỏ trên xe nghe. Chút giờ mình gửi cho các bạn xem nha. Wow, con gà màu vàng, có cái móc khóa luôn, đã lắm á. Có trứng bên trong nữa. Còn nữa không? Đâu? Wow, trời ơi, nhiều dữ hả? Nguyên một đàn luôn hả? Đây, hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Kiệt đi kiếm gà nha. Một con nữa hả? Trời ơi, hay quá. Rồi bỏ lên xe luôn đi. Rồi đẩy xe đi tiếp thôi. Còn không, còn không? Quá đấy các bạn ơi, còn nè. Rồi. Hai con luôn. Còn hai con luôn hả? Hay quá. Còn nữa không anh Kiệt? Rồi, đi kiếm nha, để coi gà nó kiểu đâu rồi mình đi kiếm nha các bạn. Đây nguyên một xe luôn rồi. Một xe gà luôn. Đâu, một con đẻ trứng hả? Đây các bạn ơi, một con gà trên gốc cây hả? Trời ơi, nó sắp đẻ rồi đó. Rồi, còn nữa không anh Kiệt ơi? Gà kêu đâu, có không? Có không, có không? Không biết nữa, để mình nghe tiếng gà kêu. Nghe tiếng gà kêu hả? Wow, con gà nó kêu đâu nữa bạn Kiệt ơi? Ui, một con gà. Đâu? Wow, các bạn ơi. Wow, một cái thùng gì bự dữ à bạn Kiệt. Trời ơi, lấy xuống. Quả, wow, thấy không? Thấy không? Đâu? Trời ơi, cái thùng cao á các bạn ơi, không biết cái thùng gì mà bên trong nó cột dây cứng quá trời luôn nè. Rồi bây giờ mình bắt ghế lên, lấy cây tọt xuống đi bạn Kiệt ơi. Có cây không? Có cây không? Đây các bạn ơi, đây là thùng đồ chơi nha. Thùng đồ chơi cao lắm á. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ lấy cây tọt xuống nha. Wow, rồi lôi xuống. Đây à. Trời ơi, một cái thùng nhiều bự dữ rồi ta. Rồi đem về gỡ ra nha. Wow. Wow, trời ơi. Cái thùng gì vậy bạn Kiệt? Ấy, một cái thùng nha các bạn. Bây giờ bạn Kiệt sẽ mở ra coi bên trong wow, nó có gì nha. Wow, trời ơi. À. Xe nha các bạn. Rồi một cái xe các bạn ơi. Trời ơi, một cái xe màu vàng. Ui, xe gì vậy bạn Kiệt? Cẩu hay gì vậy các bạn ơi? À các bạn ơi, một chiếc xe cẩu. Trời ơi, gỡ ra bạn Kiệt ơi. Hay dữ rồi ta. Trời, có một chiếc xe cẩu đã dữ hả? Wow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bạn Kiệt ráp chiếc xe cẩu này nha. Trời ơi, hay quá. Tự nhiên trên cây có xe cẩu đã dữ hả? À, đây là một cái bô lăng nha các bạn. Wow, xe này có một bô lăng nè. Wow, hai cái bánh xe trước. Rồi, hai cái bánh xe trước. Wow, một cái đồ móc của chiếc xe hả? Trời ơi, hay quá. Wow, cái càng móc. À đúng rồi, một cái càng móc nữa các bạn ơi. Đây, một cái nón. Wow, một cái nón bảo hiểm. Đây là cái gì vậy ta? À, cái bình á. Cái bình ngay cổ xe đó, ừ. Đây này, cái bình giả thôi, đúng rồi, hay quá. Thêm một cái gì nữa ta? Wow, một cái giá.
một cái giá xúc đất này các bạn ơi, giá bự khổng lồ luôn nha. Wow, một cái bàn đạp nha, một cái bàn đạp cho xe này chạy bằng bình nè các bạn ơi. Điện nha các bạn. Ừ, xe chạy điện nè. Wow, có thể chúng ta wow. Đây. Trời ơi. Cái này quay em nha các bạn. Mình có một cái càng móc nữa nha các bạn, cái càng móc này có thể thay nhau luôn. Wow. Ba trái banh chắc người ta cho mình móc mà chơi các bạn. Ờ, cho ba trái banh để móc luôn hả? Rồi, bây giờ rồi hết rồi các bạn ơi. À còn cục sạc nữa không pin? Quên còn cục sạc nữa không anh Kiệt? Có một cục sạc. À còn một sạc nữa. Ủi nữa nha các bạn. Ủi xe này có càng ủi luôn. Trời ơi xe này có nhiều chức năng quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình ráp vô thôi. Let's go. Còn chiếc xe còn cẩu rồi nha các bạn. Quá wow, các bạn ơi, trời ơi mỗi xe hàng cẩu dễ thương ghê chưa. Trời ơi. Rồi cho móc trái banh hả? Rồi cho móc thử trái banh nha các bạn. Xa quá mà sao móc được anh Kiệt? Ừ đúng rồi, để ngay cái ngay. Thôi móc con gà đi, chứ ba nó chạy không à. Rồi mình sẽ móc con gà nha. Trời ơi, anh Kiệt bỏ vô luôn hả? Rồi móc thử coi có lên không. Đây, xe thằng cậu móc con gà. Quá, wow. Lên không, lên không. Wow, hay quá. Đây các bạn ơi, đây là xe thằng cậu nè. Nó có thêm cái đầu gấp này nữa nha. Nhưng mà mình ráp cái đầu cẩu thôi. Ơ ừ. Mấy bạn gà đâu rồi bạn Kiệt ơi? Quá trời, quý một xe gà của chúng ta đây. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ bóp cái trứng ra cho các bạn xem nha. Gà đấy, gà lẻ trứng đi gà ơi. Quá wow, bóp hai con luôn. Lấy hai con bóp nha, hai con gà đẻ trứng ra luôn nha. Bốn con luôn. Bốn con luôn hả? Trời ơi, bốn con gà đẻ trứng luôn. Wow. Đã mà Kiệt mềm không? Đã. Mềm lắm hả? Rồi bây giờ mình lấy con gà này móc lên xe thử nha các bạn. Móc hết lên xe luôn. Đây, gà móc khóa móc lên xe nha. Đây coi móc có chỗ nào móc không ta? Ơi móc không được thôi, vậy cho ngồi lên xe đi bạn Kiệt ơi. Móc lên, này, các bạn. Móc lên đó hả? Rồi nó rớt á. Đây các bạn ơi, đây con gà nha, con gà đẻ trứng nè. Đây được một. Wow, đã ghê chưa? Dễ thương ghê không? Móc lên được rồi các bạn. Móc được chưa? Rồi cho con gà ngồi trên xe hết luôn nha. Cho mấy gà lẻ trứng đi xe cần cẩu ơi. Rồi cho mấy bạn gà lên xe cần cẩu luôn. Quý một bầy gà luôn. Trời ơi xe gà luôn nha. Wow ơi. Hay quá. Rồi chạy đi thử coi. Quá bạn Kiệt ơi, còn một cái xe màu xanh nãy là xe gì vậy? Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ ráp cái xe container biến thành cái nhà cho các bạn xem nha. Đầu tiên phải được cái này ra. Rồi mình sẽ quay mấy cái trục ra, cái trục nâng xe ra. Mình sẽ có 4 cái nha, 4 cái trục nâng xe. Rồi hồi hộp quá. Biến thành cái nhà chưa? Chưa. Chưa hả? Đến rồi nào. Chưa, chờ xíu nha, chờ xíu nha. Rồi xong rồi. Wow, hay quá. Wow. Trời ơi, các bạn ơi. Một cái xe gì mà lạ hay dữ vậy? Trời nó thành bức tường rồi. Wow. Rồi, đóng lại. Cho gà vô đi. Ơi, cho gà vô nhà luôn nha, cho gà vô cái nhà xe này ngồi thử. Trời hay quá các bạn ơi, vô tình có chiếc xe luôn. Ai cho ngồi đi bạn Kiệt ơi. Cho ngồi lòi cái đầu lên. Ờ đúng rồi. Cho mấy con gà ngồi lòi cái đầu lên nha. Wow, hay quá. Mỗi bên được 4 con luôn á, 3 con. Ôi, rồi bây giờ mở cầu thang xuống nha. Thả gà ra đi chơi đi. À, bây giờ mở cầu thang xuống cho gà ra đi chơi nha. Đây cái xe này mình là còn làm cầu thang được nè bạn Kiệt ơi. Đây nè các bạn ơi, mình làm mấy cái giường nằm ngủ được luôn á. Cho gà ngủ, gà ngủ rồi. Gà ngủ rồi hả? Hay quá. Các em đây có thể mở cái hộp ra để bỏ những dụng cụ trang mini. Đây cái hộp này là mình bỏ thức ăn lạnh nha, thịt, đồ nước ngọt luôn, đá nữa. Tiến hành chưa? Wow, hay quá. Xe chạy đi chỗ khác rồi. Rồi xe này bắt đầu chạy, mình sẽ ship lại nha. Mình ship lại rồi mình chạy đi chơi.
mình sẽ đi lên núi, mình đi tắm biển, lên rừng luôn. Rồi có cá sấu. Rồi đi tới nơi cái là mình sẽ mở cái xe nhà này ra. Rồi trước khi chạy chúng ta sẽ nâng bốn cái trục lên ngang chứ để nó dướng bánh xe không có chạy được. Xe chuẩn bị nổ máy. Đâu xe chạy thử coi. Đóng thùng lại. Wow, đóng thùng lại rồi, xe chạy đi du lịch thôi. Wow, hay quá. Tới biển rồi, mở cửa ra. Không có cửa sổ luôn. Không có cửa sổ luôn hả? Đây thêm một cái cửa nữa nè. Nếu là muốn đi ra thì các bạn không đóng cửa sổ lại. À, mở cửa ra. Mình mở cửa sổ ra được luôn các bạn ơi. Hay lắm. Rồi xuất lại. Đây các bạn ơi, như vậy giờ video về xe chở gà đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau.